này này, không có rào này của bên nào. Đứng ở đây chúng ta quan sát bên đất nước Trung Quốc kia rất là gần nhé, cách chỉ 20-30 mét một con sông là sang rồi. Xin chào cả nhà nhé, hiện giờ mình đang trên cái con đường tuần biên thì mình qua cái ngôi làng bản mốc 14 của xã Quảng Đức, huyện Hải Hà này. Quay trực tiếp cho các bạn xem hàng rào. Ở đây có cái đoạn này họ không làm được hàng rào vì vướng cái dòng sông. Đây có thể là họ có thể vượt biên sang được. Hàng rào xanh xanh. Hàng rào thì họ làm bên kia nhé, còn biên giới là cứ giữa dòng sông này, chia đôi cái dòng sông này. Dòng sông này sau này theo mình được biết là sẽ chảy về cái khu vực sông Bắc Luân. Xong thì một nhánh rẽ ra sông Bắc Luân, một nhánh rẽ ra sông Cá Lăng. Cái hàng rào cứ dọc theo bờ sông xuống đến tận cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Cô nhá. À, cô ở nhà đây hả? À, cháu ở đâu? Cháu ở trên Hải Hà. Vâng. Xa lắm nhỉ. Nay cháu đi theo cái định lên cái mốc 1337 để lên hàng rào Trung Quốc chơi, nhưng mà biên phòng họ cấm, họ không cho đi. Không cho đi á? Vâng. Không cho đi cho nên không có ai đến. Năm nay có cho ai đi đâu. À, không vâng. Cho ai đi đâu, ngày nào cũng cố vâng. Ngồi đi cũng không cho đi. À vâng. Cô ở gần đây cô có bao giờ cô sang bên Trung Quốc không? Cái chấm sang đâu, sợ được đâu sáng. Không dám thổ đầu đến cái dưới. Người Trung Quốc cũng không dám ra đến đây à? Không dám đi đến đây đâu. Không, người Trung Quốc cũng không ai dám đi đến đây. À, nhưng mà ngày xưa không có bờ rào, cô đã sang bên đây lần nào chưa? Hồi xưa không cho đào ai mà chẳng sang. À. Ngày nào chỗ Trung Quốc cũng đi đấy. Vâng, cô có người quen bên đấy không? Có, xa lắm. Sang chơi à? Sang bên đây chơi được không? Vâng. Cô hồi sang bên đấy, cô hay sang bên đấy làm cái gì bên đấy? Không làm cái gì đâu, chỉ đi chỗ mua cái gì thôi. À, đi chợ mua. Ừ. Rồi ăn uống, mua cái gì ăn uống bên đấy hả? Ừ. Cô người dân tộc gì? Dân tộc Giao Thanh Y. À, Giao Thanh Y à? Tức là Thanh Y với Thanh Phán. Ừ, Thanh Phán này cái đầu cao cao đấy. À, vâng, vâng. Thế ở gần biên giới này thì... cô cũng thấy người Trung Quốc không sang bên đây nhỉ? Không. À, dám sang được. Cô có biết những cái công trình này bên kia là họ xây cái gì bên đấy không? Không được sang, có ai biết đâu. À, không sang không biết hả? Ừ, không sang. Nhưng mà bên đây cô có biết nó là huyện nào hay là tỉnh nào không? Không biết đâu. À, không biết hả? Vâng. Thế cháu hỏi thăm cô một chút như thế nhé. Cảm ơn cô. À, ở cái khu vực này là cái cột mốc của Việt Nam. Bên phía Việt Nam là 1343 nhé mọi người. Đây, mình quay cho mọi người xem. Việt Nam 1343. Bên phía bên kia thì là Trung Quốc, qua cái bờ sông này để sang bên Trung Quốc. Cột mốc của ta. Ở trên cái cột mốc này người dân họ phơi sắn khô này. Sắn khô. Phơi sắn khô đây, củ cải muối nhé. Củ cải trắng họ muối họ phơi này. Muối họ phơi. Muối mặn phơi để nấu ăn cháo hoặc là kho thịt ba chỉ. Kho thịt lợn ba chỉ đấy. Kho rất là ngon. Đây củ cải muối. Nó đuổi cho. Mình vào một cái khu vực xóm mốc 13 gần
khu vực giáp biên giới này. À. Đồng chí Phu có nhà không? Không à. Đấy. Đây là mốc 14 nhỉ? Bản mốc 14 là rất là gần sát ngay biên giới. Đây này, đi Bắc Sinh. Lý Văn Sinh. Rất nhiều gà đồi cá sấu. Rất nhiều gà đồi cá suối. Chào bà nhá. Vâng. Vâng, chào bà. Chào bác Phu nhá. Ờ thế Thắng à, phòng thắng à? À. Bên kia là hàng rào biên giới nhỉ? Ờ, biên giới. Thế anh ở đây bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Anh sinh ở đây mười mấy năm nhỉ? Thế có lần nào anh sang bên Trung Quốc kia chưa? Không, không dám sang. Sợ bị nó bắt hay là sao? Sợ bắt chứ. Sợ bị nó bắt hả? Ừ. Sang nó bắt ngay. Bắt ngay. Ừ. Nó có camera không nhỉ? Có đấy. Có camera giám sát. Dây nào để bộ rào này. Và nhà nhà anh là ngay đây hả? Đây hả? Ừ, đây. À, đây hả? Thế anh Sinh thì là cái người dân Việt Nam này là bám trụ rất là kiên cường ở bên đất Việt Nam này. Không phải là không thích Trung Quốc nhưng mà không sang đấy. Đúng không? Ngày xưa chưa có hàng rào anh có sang không? Có chứ. À. Sang đi làm. Bác cho em hỏi là bác tên là gì ạ? Cái bản Bảo Lâm, cái bản bản Bảo Lâm, cái chuyển vào đây Bảo Lâm ở chỗ đồn lên đúng không? Đồn trên lên trên ấy. À đồn lên trên. Thế từ đây xuống nhà Hồng Văn còn một đoạn, biết bao nhiêu nhỉ bác nhỉ? Còn một đoạn dạ. Đây còn một đoạn đấy. Có đi thẳng đi xuống được không? Được à. Nhưng mà đi ô tô không xuống được đâu. Đi ô tô được, khi người đi xe máy thôi. Đi xe máy thôi. Và em cũng chơi với Hồng Văn mà. Ừ. Hồng Văn là chú em mà. Đã bảo chú tí nó gần gần qua đấy. Thế Tết ở đây họ đốt pháo nhiều không bác? Không, không được đốt. Em tưởng là bên Trung Quốc họ đốt chứ. Trung Quốc đốt chứ, nhưng mà mình không được đốt. Ờ thì mình không đốt, nhưng mà ở Trung Quốc đốt thì mình là mình được xem nhờ đúng không? Đúng rồi. Nó đốt có 2-3 tiếng. À, đốt mấy tiếng đồng hồ cả? Ừ, 3 tiếng, 4 tiếng. Ồ, thế thì đến giao thừa sang năm là em lên trên bác sinh nhá. Cắm pháo hoa. Tầm 12 giờ đêm. Đâu 11 giờ. 11 giờ 12 giờ. 11 giờ của mình thôi. Rất nhiều. 11 giờ của mình thì sẽ là 12 giờ của Trung Quốc. Thì bắn pháo này. Pháo này, pháo hoa này. Còn cái suối này là bình thường mùa hè nó to lũ đến hòn đá kia. Có hết hòn đá to kia không bác? Ôi. Ồ. Năm nay bác trồng được nhiều lúa không? Trồng ít thôi. Trồng mấy 3 hectare thôi. Nuôi bao nhiêu con lợn ạ? Không nuôi lợn. À không nuôi lợn. Con nhà lợn là chỉ đi chung với người ta đây hả? Ừ. Thì mua của người ta về thịt thôi. À mua người ta về thịt. Ừ. Em còn có thì, em tưởng bác có món thịt treo vào em xem món thịt treo của nhà bác không? Không có, không thịt. À không làm thịt treo đúng không? Không làm thịt treo. À. Bác nuôi được nhiều gà chứ không? Ít thôi mà, đây này đang quay quay đây. Đấy cái đàn gà này của nhà bác đấy gì? Ừ. Ngon quá. Đây nó có cái đoạn hàng rào biên giới nó bị hở đây là nếu mà tội phạm nó chạy sang là vẫn được đúng không? Ừ. Không về về. Đây là cái vườn này là của nhà bác đây. Ừ. Nhiều đất đai nhỉ? Cái này. Nhiều gì? À bên kia có cái đoạn hở nó là vướng suối hả? Ừ, đây này. Rồi. Đây có một cái đoạn này là đồng tiền ba. Thế em thấy cái củ cải phơi ở chỗ cột mốc kia là của nhà bác hay là của ai đấy ạ? Của nhà kia. À của cái nhà đối diện đấy hả? Ừ. Đấy phơi có nhiều củ cải với nhiều sắn ở đấy không? Ở đây là cứ chạy sang bên kia là leo lên kia là biên giới là Trung Quốc rồi nhỉ? Ừ, là Trung Quốc rồi. Nó đang cảnh báo kìa. Đó. Đây kìa. Đấy, camera đang kêu ấy.
camera đang kêu à? Có cái chỗ trống trống này là nếu mà chạy sang là sang bên Trung Quốc đúng không? Nếu mà tội phạm Việt Nam mà muốn trốn là chạy sang kia. Camera nó kêu đấy. Đấy, hàng rào Trung Quốc ấy nhá, có cái đoạn trống trống này là vẫn có thể chạy sang được, nhưng mà khả năng cao là bị cảnh sát Trung Quốc hoặc là biên phòng Trung Quốc họ sẽ bắt lại. Bác sinh bác ấy cũng không hay sang bên Trung Quốc. Trước đây không có hàng rào thì bác ấy sang. Đây cũng là những cái món đặc sản của người đồng bào dân tộc ở đây nhá mọi người nhá. Món củ cải mặn này, củ cải muối này. Món này kho với thịt ba chỉ ăn cũng được. Xào với thịt ba chỉ rồi lòng phèo lợn này để uống rượu cũng được. Họ phơi tận dụng cái cột mốc biên giới này họ phơi. Có cái cột cao cao kia là camera của họ nhé. Camera họ giám sát những người vượt biên. Nó cũng giống như hàng rào giữa Mexico và Mỹ đấy. Chui qua rất là khó. Chỉ có những cái chỗ nào mà nó thấp ấy thì người ta làm cầu qua được. Hoặc là họ vận chuyển hàng hóa buôn lậu qua được. Nhưng còn những cái bờ rào này thì vượt hơi khó. Trốn sang biên giới thì hơi khó. Ngày xưa mà không có hàng rào này là các cái tội phạm hoặc là buôn lậu là họ vượt sang bên kia là thoát. Kiểm soát rất là khó. Chúng ta thấy là cứ đứng gần hàng rào biên giới là cái tiếng nó kêu báo động rất là nghe chíu 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 nhá. Đấy, nghe tiếng báo động chíu 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 của camera của họ này. Chào các khán giả của kênh Đặng Văn Trường Vlog nhé. Nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái cung đường biên giới, hành trình tuần biên. Hiện giờ mình đang đứng ở cái khu vực gần cái cột mốc 1337, đang ở trên đỉnh núi nhìn xuống. Phía dưới kia là Trung Quốc. Con đường tuần biên này là từ Hải Hà lên Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh. Nhìn xuống cái phía xa xa đấy là Trung Quốc ấy nha mọi người. Cái cột mốc 1337 này thì ở phía đỉnh núi cao cao, mờ sương, không nhìn thấy. Nay mình cũng định lên cái cột mốc 1337 để mình review lại cái hàng rào biên giới. Thế nhiều hôm nay họ cấm, biên phòng họ cấm nhưng không lên được. Thì mình cũng quay một số phong cảnh rừng núi rồi hàng rào biên giới ở phía dưới cái khu vực nhà dân cho mọi người xem. Đây là phong cảnh trên cái đỉnh này, đỉnh 1337 nhé. Trước đây cái đỉnh này nó cũng gần giáp với cái đỉnh, cũng là trong những cái đỉnh cao mà từ phía Việt Nam nhìn sang được Trung Quốc và từ Trung Quốc cũng nhìn sang được Việt Nam. Đấy, chúng
ra ngắm cái quang cảnh của rừng núi rất là cao. Đây là cái khu vực vành đai biên giới nha mọi người nhé. Thì trên con đường di chuyển từ phía đường Bình Liêu về Hải Hà thì mình thấy cái khu vực này họ đang làm đường. Đây, khu vực vành đai biên giới. Đây, các cái tấm bê tông để làm mương nước này. Trên con đường này họ đang làm đường. Đây, một đường đi thẳng là lên Đồng Văn nhé, xã Đồng Văn ở huyện Bình Liêu, và một đường về cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Còn đây là cái con đường xuống cái cột mốc chắc là 1328-29 thì đấy. Đây là cái con đường tuần biên đi về phía cửa khẩu Bắc Phong Sinh nhé. Mọi người thấy này, rất là ngoằn ngoèo và rắn lượn nhé. Còn phía xa xa bên kia chúng ta thấy đấy là ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh bên phía Trung Quốc, bên Việt Nam nhìn sang bên Trung Quốc. Đây, con đường rất là ngoằn ngoèo rắn lượn. Bên phía kia là cái đỉnh núi Hang Vây. Kia là con đường dốc mà chúng ta vừa đi qua nhé. Đấy, bây giờ mình quay cho mọi người xem. Đường rất là ngoằn ngoèo uốn khúc. Đường rất là ngoằn ngoèo uốn khúc. Khu vực kia đường rất là ngoằn ngoèo dốc. Phía xa xa bên kia trắng trắng bên kia là của Trung Quốc. Khu vực rừng núi này rất là im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe cái tiếng chim quốc kêu hay là những con chim rừng nó kêu thôi. Dốc xuống dốc rất là ngoằn ngoèo. Quay lại cho các bạn xem lại một lần nữa. Dốc rất ngoằn ngoèo. Xin chào các bạn nhé, mình đang ở phía đường tuần biên từ Bình Liêu về Hải Hà. Đấy, con đường vừa đi qua rất là khó đi. Trên cái quãng đường di chuyển từ Bình Liêu về Hải Hà chúng ta thấy mình thấy có cái đoạn bên phía bờ sông bên Trung Quốc kia này. Họ xây hàng rào bên dưới. Bên kia suối là của Trung Quốc rồi nhé. Hàng rào bên đấy là của Trung Quốc ấy. Ở đây chúng ta có thể lội suối đi sang bên phía Trung Quốc được. Biên giới là từ giữa dòng sông rồi sang bên kia là của Trung Quốc rồi. Đấy, chúng ta thấy hàng rào biên giới. Rào biên giới rất là gần. Bên phía bụi tre kia là của Trung Quốc rồi nhé. Nếu mà chúng ta mà vượt biên thì chỉ qua giữa sông là sang bên Trung Quốc. Đấy, nhưng mà nhập cảnh vào Trung Quốc thì rất khó bởi vì vướng hàng rào. Cho nên Trung Quốc xây hàng rào là vì cái lý do đấy. Đây cũng chính là một cái phiên bản vạn lý trường thành mới của Trung Quốc. Vì chúng ta biết là Trung Quốc là một cái đất nước sản xuất rất nhiều sắt thép. Có những cái năm Mao Trạch Đông đã hô hào cơ khí hóa đất nước là khắp nơi sản xuất sắt lò rèn bằng sức người thôi. Cho nên cái lượng sắt của Trung Quốc
rất là nhiều, cho nên làm cái phiên bản quản lý trường sản thành bằng sắt để 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Tôi thấy là có cả camera giám sát. Đây là trên cái cung đường mà từ Hải Hà về Bình Liêu, đường Tuần Biên thì họ sẽ làm cái mẫu đường cũng to như thế này, hai xe tránh nhau được. Mẫu đường to hai xe tránh nhau. Nhưng mà còn một số chỗ là họ chưa làm xong. Phía trước mặt chúng ta là hàng rào biên giới. Rào biên giới. Bên phía bên kia là Trung Quốc à. Đây là con suối biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phía bên kia là của Trung Quốc nhé. Chúng ta đi theo bờ suối này sang bên kia là vượt biên sang Trung Quốc rồi. Đấy, biên giới là giữa dòng sông này. Nhưng mà nhiều người vượt biên sang bên Trung Quốc kia như lại họ lại vướng bờ rào. Đấy, mà nếu mà leo lên bờ rào là camera họ giám sát là họ sẽ phát hiện ra ngay. Nó cũng giống như là mỗi một huyện giám sát một cái đoạn đường biên giới. Đấy, hàng rào chạy. Chạy tí 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 đến kia. Đấy, kinh tế của họ rất là khủng. Không có gì ngoài hàng rào biên giới. Họ còn xây dựng sắt cao bao nhiêu họ cũng xây được. Đây là cái đoạn sông này gần cửa khẩu Bắc Phong Sinh của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh nhé. Đấy thì mình giới thiệu cho mọi người xem. Hoa cỏ lau này. Tít kìa. Hình như mình thấy có người ở dưới dòng sông sao? Không biết bên phía Việt Nam hay là Trung Quốc. Thấy chắc bên Việt Nam. Tít 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 người kia đang tắm giặt. Ở cái khu vực bản mốc 14 này mình thấy có một cái chỗ nó trống trống cái bờ sông kia, có thể sang được phía bên Trung Quốc này. Đấy. Ở cái chỗ trống trống ở giữa hai cái bờ rào này, có thể sang được Trung Quốc này. Còn phía bên kia là Trung Quốc, còn bên đây là nông thôn Việt Nam. Ở đây chúng ta có thể nhìn sang đất nước Trung Quốc được. Ở cái chỗ giữa cây cột điện này là có một cái hai hàng rào nó vướng cái bờ sông, nó không làm. Thì cái chỗ đấy khả năng là có thể vượt biên được sang bên Trung Quốc. Nó không làm hàng rào. Nó cũng có camera giám sát nhưng mà vẫn có thể sang được. Ở đây người dân ở đây có thể đi qua suối sang được. Đây là mình theo mình được biết đây là cái bản mốc 14 của xã Quảng Đức, huyện Hải Hà này. Còn phía bên kia là Trung Quốc à? Phía bên đấy hình như là Na Dương hay là cái gì đó. Na Dương thán sản thì đến trước mình cũng thấy mọi người nói như thế. Còn bên đây là nông thôn của Việt Nam. Từ năm 78, 79. À, từ năm 1978 bác đã ra cái khu vực này ở. Ra khu vực này. Và cái ở bên đây bác có biết nó là huyện nào không hay là đây là thuộc huyện Phong Thanh à, huyện Phong Thanh tỉnh Quảng Tây hình như Quảng Tây, Quảng Châu gì ấy. À không em... còn tôi cũng hai cái tỉnh này Quảng nhưng Tây. Mà tôi... chắc là Quảng Tây Quảng Tây đúng trước đây trước Đông Hưng nó thuộc tỉnh Quảng Đông đó, nếu như em được biết đấy. Ừ, nhưng mà trước thì nó Quảng Đông bây giờ nó thuộc Quảng Tây. Thuộc Quảng Tây đây là nó thuộc bản thôi. À, đây là thuộc bản của họ đấy nhỉ? Bản thôi, không phải là huyện. Cái công trình bên kia bác có biết là nó xây dựng cái công trình biết gì? Làm sao nó xây để xây làm kho đấy. À, làm kho. Ừ. Từ đây xuống cửa khẩu Bắc Phong Sinh còn sang
Vâng. Từ cái chỗ này xuống thì vâng. 2 cây. À 2 cây nữa. Ừ. Chỗ hạ thế chưa? Vâng, vâng. Thế ngày xưa không có bờ rào này? Không có. Bác đã sang bên kia lần nào chứ? Đi nhiều. Không có bờ rào, toàn đi chợ Trung Quốc mà. À cứ theo bờ sông này là sang. Cứ theo này sang thì là người ta đến nơi mà chở đi. À. Thế thông thường sang đây mình đi chợ chơi. Đó. Toàn đi chợ Trung Quốc, chợ thán sản đó. À chợ thán sản đấy. Vâng. Đây là Lý Hỏa. À đây Lý Hỏa. Ừ. Đằng trên này là Cao Lâm. Cao Lâm. Ừ, tiếp trên trong kia. Vâng. Trong này nữa là Hán Gà. À. Đây là như bên đấy cái có cái người dân tộc như của bác ở bên đây không? Có rất nhiều. Đây là toàn là bản dân tộc Thanh Nghi. Vâng. Cao Lâm cũng bản dân tộc. Vâng. Thanh Nghi. Rồi nhưng mà cái chỗ này là vâng. Cũng là dân tộc Thanh Nghi. Vâng. Còn ở núi cao, còn lại người Hoa thì nó ở đằng dưới bằng. À. Bác có quen cái người Thanh Nghi bên đấy không? Có người bạn nào bên đấy? Ngày trước là đi nhiều, quen nhiều nhưng bây giờ không đi, không được đi rồi lại bỏ. À. Cũng là người dân tộc của mình. Người dân tộc. Nhưng mà chỉ ngăn cách cái con sông này là bên kia là Trung Quốc. Bên kia còn là bên đây là Việt Nam nhỉ. Thế là từ ngày có bờ rào là mình không sang được, cũng không thăm hỏi được. Không. Người dân tộc cũng... Nhưng mà có ai, còn thằng nào có số điện thoại thì là vào video thì là nên gọi nhau thì là... Vâng, là liên lạc được. Là liên lạc, nếu mà không có thì là thôi. Bác bên phía Việt Nam này, bác công việc chính của bác là làm cái công việc gì? Không, tôi dân thường. Không làm gì. Có làm rừng làm đồi gì không? Làm rừng làm đồi có chứ. À, nhà mình có nhiều hectare rồi đấy. Làm gì có, tôi vào đây bên này thì là nhà nước không cho. À, vâng. Ở đây xuống nhà văn một đoạn đấy bác nhỉ? Vâng. Nhà nước không cấp thì là không có. Tôi được có mỗi tí này ba bố con nó làm đây này. À vâng. Thế là cũng chồng này cũng đủ sống rồi nhỉ? Vâng. 3 thì nó quản, nó không cho thằng nào. Vâng, vâng. Bác là không ở dân ở đây chứ ạ? Phải dân đấy chứ. À đấy ạ. Không, tức là ở trong Bảo Lâm chứ, chuyển lên đây chứ, hay là... Vâng, Bảo Lâm. Thế này nhà tôi đây này. À, vâng. Tức là trong xã, xong rồi ra Bảo Lâm lại ra đây. Vâng. Bác là chính thức là tên là gì? Tên là Nhật Hồng. Nhật Hồng à? Họ vâng. Gì? Họ Lý. Lý Nhật Hồng à? Vâng. Vâng. Mình này, trước em cũng dạy như Nhật Hùng ấy. Nhật Hùng ở... Quảng Đức à? Quảng Đức ấy. Nhà bác Lý Nhật Hồng này ngay sát... bên đây nó gọi là Lý Hỏa, Cao Lâm gì đấy. À. Cách một con sông là sang bên kia đó, sang bên kia Trung Quốc rồi. Bên đấy là thấy là hệ thống camera giám sát của họ là cứ mấy chục mét lại có camera giám sát những cái khu vực đông người này. Họ kiểm soát cũng rất là chặt chẽ, không ai trốn được sang. Mà có trốn được sang là camera họ theo dõi giám sát là họ cũng bắt lại. Như bác Hồng bác nói là Trung Quốc cũng không sang được và Việt Nam cũng không sang được. Chúng ta thấy là cứ dọc theo cái con sông này rất là dài. Cuộc sống ở khu vực này người dân Việt Nam chủ yếu là trồng rừng đó. Ngày xưa mà không có cái hàng rào này thì họ buôn bán xách hàng cấm rồi hàng lậu cứ đi qua khu vực này. Bây giờ chủ yếu kinh tế chủ yếu vào rừng đồi đó. Nhưng mà rừng đồi thì cũng được. Bên kia bác ấy bảo là có một cái chợ của cái khu vực như kiểu thôn xã đấy, chợ thán sản. Vâng, em chào bác nhá. Vâng. Chào bác nhá. Vâng. Giáp biên giới này họ cũng treo rất là nhiều cờ đảng và cờ tổ quốc. Khu vực nông thôn này. Khu vực này mình trông thấy rất là nhiều gà bản này. Gà rất là to.
Nhà dân xây rất là to và có cả ô tô Mitsubishi Xpander. Và xe con của Trung Quốc. Nhà cửa họ xây dựng rất là to. Từ đây đi cửa khẩu Bắc Phăng Sinh còn khoảng 1 km, 1 km nữa mọi người nhé. Bắc Phong Sinh nha mọi người nhé. Đây là cái khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Đây là cái cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh này.